Cái chuyện đó là tôi không có đụng nha. Ai đang đụng cho ai đụng? Tôi khẳng định là tôi không. Nhiều kỷ niệm tình bạn mãi cùng nhau khắc ghi luôn trong tiếng không xa. Anh, em nói thiệt luôn á, em không có biết nói cái này, bó tay rồi đó. Tình bạn của chúng ta nhớ mãi những khúc hát và những nụ cười. Nhưng mà cái gì phải rõ ràng cái đó. Nhắc mới nhớ. Lúc nghe tin có người mua hoa của Út Tèo thì chú đi đâu? Dịu em tiếng hát nồng nàn, cho dù ngày mai phương xa bạn hỡi, vẫn không thể quên tình bạn mãi mãi. Có gì đâu mà vội vã, từ từ sẽ biết. Rồi sao không lấy người ta luôn đi, lẻo đẻo ra tôi hoài chi vậy? Em buồn quá anh Út ơi. Buồn là dằn bụng đi. Dù gì nghiêm túc trao nhau niềm tin đam mê ước mơ tuyệt vời, vươn bước cùng nhau trên con đường dù gặp nhiều khó khăn vẫn luôn cười nào ta. Ông để ý tôi hả? Không. Đâu ra hai người là tình nhân? Tình bản thân của chúng ta mãi không xa xôi. Anh Đạt, Sửu. Dạ. Thấy Đạt. Đẹp quá. Để con ngắm coi. Công nhận nha, chú Trung khéo tay ghê luôn á. Nhưng mà con nghĩ hả, là phải có thêm một vàng đèn ở đây nữa nè, rồi vài chậu hoa ở đây nữa thì là tuyệt vời luôn. Mình lồm hôm tay ở cái lồn hoa này á là một sản phẩm du lịch tuyệt vời. Công nhận nha, người mà làm kinh doanh á, người ta nhìn ở đâu cũng ra cái ý tưởng để kinh doanh hết á, hay thiệt. Nhưng mà không có hơi mẹ con của con á thì chú cũng không được đâu. Chú khách sáo quá. Bán cho tôi chậu hoa giao về Hà Nội liền nha. Tao lại cười. Bộ con muốn bán nữa hả? Dạ không có phải. Chẳng qua là chú chỉ cần để lại địa chỉ thôi là sẽ có một chậu hoa tươi gửi tới tận nhà luôn. Cả nhà tạo dáng nào. Ê, chụp hình. Nhanh. 2, 3. Chụp view xong nhá. Đúng rồi, nó chụp view xong nè. Nó đi xong. Rồi, vô. Bơ. Cười nè, 1, 2, 3. Mẹ. Bơ, vào chụp hình cho vui. Mẹ, vô chụp hình với lại mọi người nè mẹ. Em thấy rồi. Ủa, Ngọc Hoa, bộ cậu Trung làm gì cho em buồn hả? Không có, em đâu có làm gì đâu. Mẹ ơi mẹ, chú Trung mới có ý kiến hay lắm á mẹ. Làm homestay ở làng hoa mình là sản phẩm như là số 1 luôn. Hay lắm luôn á. Mẹ nghĩ không cần làm gì đâu con. Con phải đi làm xa rồi. Mẹ nói như là sao mẹ? Là ăn Tết xong á, con phải đi làm xa, không được hỏi ý mẹ. Ủa mẹ, sao tự nhiên mẹ quyết định như đột ngột quá vậy mẹ? Nếu như mà con muốn đi làm xa á, thì lúc mà con học đại học xong, con ở trển luôn rồi. Con đâu có về đây làm chi rồi để bây giờ. Không có cãi lời mẹ, đó là ý mẹ. Hoa! Mẹ! Lại có chuyện gì nữa vậy? Chung lại làm gì cho cô Hoa giận à? Không có, chú đâu biết gì đâu. Sao vậy bố? Bố không biết. Hoa, anh muốn nói chuyện với em. Có chuyện gì anh? Lan, có chuyện cho em nói anh nghe nè.
không có gì. Không có chi. Rang không có chi được. Mới hôm qua em còn vui vẻ lan ý tưởng với tất cả mọi người ở đây, tự nhiên hôm nay em trùng bước xuống rồi. Hay là em cho rằng kế hoạch kinh doanh của anh nó không khả thi luôn ngày nè? Dạ không, kế hoạch của anh rất là khả thi. Tất cả là lỗi do em. Em không muốn nữa. Hoa, em chuyện nhà ta mà. Chuyện này á, không phải chuyện riêng của ai, mà chuyện chung của tất cả mọi người. Ngọc Hoa, cô bị sao vậy? Cô có biết là ở đây tất cả mọi người đều rất là cố gắng thì mới quyết định làm cái dự án Hoa này không? Nếu như có đền hợp đồng, em sẽ bán đất để đền hợp đồng. Nhưng cái vấn đề ở đây á, không phải là tiền bạc, mà mọi người chỉ biết lý do vì sao. Không có lý do gì ở đây hết á. Cả một cuộc đời làm qua có giàu được nổi đâu không? Hoa, em nói đi là anh không đồng ý nghe chưa? Em biết bao nhiêu người ở đây họ già lên là nhờ cái mô hình đi. Em nghĩ rằng mà em bọt ngon rồi em nói chuyện một cách son ngon cái nghề của họ đó được. Thì tóm lại đi nè, em mà không lồn thì anh cũng không lồn. Chúng chị biết là em có rất là nhiều chuyện trong lòng mà khó nói ra, nhưng chỗ chị em với nhau, em nên chia sẻ với chị đi thì em sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn đó. Chị hứa là chị sẽ không kể cho ai đâu nha. Bình tĩnh đi em. Em khổ quá chị ạ ơi. Sao tụi con không nói cho bác biết? Trời ơi bác ơi, con đã hứa là con không nói cho ai biết rồi, mà bây giờ ai cũng biết hết trơn. Con thì con không sợ mất danh dự đâu, nhưng mà con chỉ sợ cô Hoa cô biết á, rồi cô cạch mặt con ra luôn á. Nhưng mà không nói thì làm sao giải quyết được? Tội nghiệp con nhỏ. Em phải đi gặp hắn để hủa cho nó lẹ mới được. Nhưng mà bây giờ biết ở đâu mà kiếm? Thì mình hủa Hoa. Không được, anh mà nói vậy á, chẳng khác nào thưa ông tổ bụi này. Thằng đó gặp tôi, biết tay tôi. Mà con thấy đàn ông gì mà hèn thế. Lúc tạo ra thằng nhỏ thì chạy trốn, bây giờ thằng nhỏ nó trưởng thành rồi thì lại muốn đón về. Sao em lại nói như vậy? Chỉ là anh ta thôi, sao em gom hết đàn ông vô? Như vậy không được. Thì em biết mà, nhưng mà anh biết là ý em muốn nói ai rồi đó. Mà tại em giận quá rồi không kiểm soát được thôi. Mà anh biết ông ta ở đâu không? Em hỏi gì kỳ vậy? Anh đâu có quen với anh ta. Em biết nè. Hả? Chú biết nhà hắn hả? Không ở nhà hắn chứ đâu. À không, ý của em á là lúc trước á em biết nhà hắn, nhưng mà từ xa khi cái chuyện của Hoa xảy ra á, em không quan tâm tới hắn nữa. Anh Sửu, em về đi, đừng theo anh nữa. Đợi em tí. Đi đâu vậy? Em về đi, đừng theo anh nữa. Nhưng mà anh đi đâu? Anh nói rồi, em đi về đi. Chạy anh làm gì? Chạy đâu mà chạy dữ vậy hả? Anh phải đi theo ông ta, anh phải tìm ông ta để nói cho ra lẽ. Ý anh là cha ruột của anh hả? Anh nghe, mẹ của em và mẹ của anh tâm sự, anh biết hết tất cả câu chuyện đó. Giờ mẹ của anh cứ bắt anh là phải rời khỏi nơi này, không được ở đây nữa. Anh quyết định anh phải tìm ông ta và nói ông ta đừng bao giờ tìm và làm phiền mẹ con nữa. Anh hỏi ý kiến mẹ chưa? Không cần. Nhưng mà không được,
Dù gì ông ấy cũng là cha ruột của anh mà. Em biết bây giờ anh rất là khó xử và muốn đối diện với ông ấy. Nhưng mà anh làm như vậy không sợ mẹ anh buồn lòng hay sao? Anh đã quyết rồi. Vậy bây giờ tìm ông ấy ở đâu? Thì ông ấy tìm tới đây rồi. Sợ lòng vòng lành qua thì thôi. Em nói cho anh biết nhé, bây giờ khách du lịch đông như kiến ấy, anh có tìm cũng như là mò kim đáy bể thôi. Anh nói cho em biết, nếu như có phải mò kim đáy bể á, anh cũng phải tìm. Số Số tụi con là bạn thân đó, quan tâm tới nó như vậy bác mừng lắm. Bác cảm ơn tụi con. Dù bác là tía của nó nhưng không bao giờ nó tâm sự với tía nó khi nó có chuyện. Một mình sống lặng lẽ, cố tạo ra sự mạnh mẽ bên ngoài vậy thôi. Tía, con có chuyện muốn nói với tía. Chuyện của thằng Sủ hả con? Dạ. Tôi chưa nói gì hết đâu. Hồi nãy tí mới thấy nó đi đâu á. Ừ. Mà con tìm thằng Sủ có chuyện gì không con? Con mong tía và mọi người hiểu cho con. Con không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra cho thằng Sủ. Cho nên... Con nghe nè Phúc. Sao con... Cái gì? Sao? Thằng Sủ. Tía, thằng Sủ nó nhảy xong rồi. Trời ơi, Sủ ơi. Mới giặt sáng nay nha. Thì em biết là khăn mới giặt mà, nhưng mà nó chua chua, chua gì á. Tàu lao, chua 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 khăn. Ráng. Giặt đủ nắng không? Phơi đủ nắng phải không? Chua lét à? Giặt sáng trời ui ui á. Mày đó, khùng cái gì vậy? Tắm ta lựa khúc sông nào cạn cạn ta tắm. Do nó sâu mà có nước xoáy nữa. Tắm coi chừng có ngại hả mày? Con nghĩ được gì chứ đâu. Chỉ muốn nhảy xuống nó cho thoải mái hơn. Ủa? Sao không ở nhà phụ ông chú Trung đó làm mấy dự án mô hình gì đó? Mệt. Rồi hiểu luôn. Giận ông đúng không? Thấy chưa? Biết liền. Tự nhiên ở đâu có một người đàn ông nhảy vô giành mẹ mình, chắc chắn là mình buồn rồi. Ê, nhưng mà mày nghĩ kỹ lại nha. Tao thấy là ông chú Trung đó đó nha, còn tốt hơn lỗ tẻo nha. Chuyện nhà tôi ông không biết đâu. Sủ à, Thiên từng trải hơn Sủ nhiều nghe. Sủ Nhi, dừng chân lại, an tọa đi con. Chú biết ngay là con ở đây mà. Dạ anh chào chú. Con làm cái điều gì dại dột vậy? Con biết cả gia đình con, ông ngoại già cả gì đó lặn lội tìm con tứ tung quanh tràn hết đây kìa. Dạ con có về đâu. Có phải chuyện ba Dượng con không? Dạ không. Sao? Vô coi. Hả? Có mẹ á, trong cái bụng của con á là con khoái chú hơn là cái ông bà ngoại mới vô phải không? Dạ không. Sao Dượng không hết vậy? Vậy là cuối cùng là sao? Vì cái gì? Vụ gì? Dạ cái chuyện mà ba ruột của con kiếm con. À thì là cái vụ ở ba ruột hả? Ông đâu? Con nọ nó chặn tôi xô xong con bay ra kéo rồi. Ông đang ở đâu đó, lòng vòng trong làng quay nè. Nhưng mà con bực mình á là tại vì mẹ con cứ bắt con phải đi xa để tránh mặt ổng. À đó là lý do hả? Ý con sáng ý á nha. Vì vậy là con nương náo ở đây á, ý đó hay á. Biết sao bị cái câu á là
nơi nào an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất. Ông nội, nội. Câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ông nội, nhà tôi chứa bơm mìn hay gì nguy hiểm? Không có phải, ý tao muốn nói cho cháu nó biết rằng là cái nhà của mày á, không ai nghĩ nó núp đây á. Tôi có để cho bài còn ngồi im hơn nữa nè. Thôi thôi thôi, đừng nghe lời ổng, nghe lời ổng bán nhà đó. Chứ nhà tao hồi xưa đâu có nhỏ như vậy. Không phải hả, nhìn tôi. Ý, ý cái gì? Kìa, chết kìa. Trời ơi, trời ơi. Nguyên gì xuống cái đây rồi? Chú. Không, xuống đây chú. Đâu đây nè. Ê, chú Tử. Vậy dạ. Trời ơi, chú ơi. Dạ mẹ. Trời ơi, con biết con làm vậy là con dại lắm không? Hả? Dạ, dạ. Con có bị gì mẹ sống sao hả Sủ? Con làm cái gì vậy con? Dạ. Con... con xin lỗi mẹ, con xin lỗi ông ngoại, con xin lỗi ba, con xin lỗi mọi người. Sửu, con có sao không? Sửu, ra con nhảy sông chi đi Sửu. Bộ em có sống rồi hả? Ủa đâu có đâu, con chỉ nhảy xuống sông tắm thôi mà. Trời ơi, thằng nhỏ nhảy sông tắm bình thường à. Rồi xong cái lúc mà tôi câu cá nó chọi đầu lên, nó nói là muốn về nhà tôi, vậy đó. Mà ai đồn gì thất nhân ác đức vậy, ai đồn vậy? Dạ, là em. Xin lỗi em nha, anh không biết từ đó là em. Là mẹ lo muốn chết luôn vậy đó. Dạ, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi ông ngoại, con xin lỗi bà ba, xin lỗi tất cả mọi người. Sửu, con biết hết mọi chuyện rồi phải không? Dạ, con nghe hết. Mẹ con với lại cô Hồng Hạnh tâm sự. Con không biết làm sao hết, cho nên là con muốn đi ra ngoài cho nó thư thả thoải mái thôi. Cái con thấy xong con nhảy xuống tắm cho mát. Ai ngờ đâu, con đã trưởng thành rồi. Lá rụng mới nhìn con, nước mới chảy về con. Tự con biết được. Ông ngoại, con không muốn gì hết á, con chỉ muốn ở lại đây, ở bên cạnh ông ngoại, ở bên cạnh mẹ con. Xong. Mẹ xin lỗi, tại mẹ ích kỷ, mẹ muốn giấu con với người ta cho nên mẹ mới như vậy. Mẹ xin lỗi. Thôi, từ đây về sau, con lớn rồi, con quyết định hết đi. Mẹ cho con quyết định. Mẹ hứa nha mẹ. Cảm ơn mẹ. Mẹ ơi, Sủ của mẹ lớn rồi. Sủ của mẹ biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Nè, mẹ dặn nè, cái da cái thịt là mẹ cho, mẹ sanh ra mẹ đẻ ra, muốn cái gì phải hỏi ý mẹ, không có được tự ý quỷ hoại thân thể của mình, nghe chưa? Dạ con biết rồi mẹ. Mẹ, ngày mai dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ mạnh mẽ đối diện với nó. Trời ơi. Sửu. Dạ. Tía. Cái này là ông ngoại cho phép con nha. Sửu. Mẹ nói hồi nha. Mẹ, đứng đây đây. Tía đó tía. Chúc mừng ông bà. Bà ba. Chú đang con, chú coi giùm con ơi, đẹp chưa? Chú thấy ổn á, đẹp. Đẹp ha. Bây giờ là con chỉ chỉnh sửa chút xíu thôi là đẹp xuất sắc luôn á. Ừ, quá dữ. Ủa, anh Thìn, hôm nay anh qua đây làm gì đấy? Chú ngàn sửa uống núa là anh Thìn khéo ta. Nên chú kêu con về đây set up cho con nhìn mốt mát. Với lại có cảnh cho con chụp hình cho khách nữa. Con cảm ơn chú. Ừ.
À, tôi tính đi nè. Trừ á là họ tổ chức event sự kiện á, họ toàn là được co, toàn lo tôi hết. Mà trừ á, tôi phải lồm sẵn hết một cái demo thiệt là rô. Cậu thay rằng cảm thấy đẹp. À, Phúc, Phúc, Phúc. Vâng. Và Phúc chụp giùm mình với chú Trung và tấm hình coi. Chuyện nhỏ, tạo dáng đi. Rồi, chú. Đây, chụp hình, chụp hình. Nắng quá. À, mọi người cô tranh thủ làm việc đi. Khách sắp vô rồi. À, làm đi. Làm đi. Anh có chụp không? Sủ Nhi, ở đây xong hết rồi, chỉ còn người kia thôi à. Bây giờ Sủ Nhi không chụp đúng không? Tránh tránh nha, để người ta chụp. Chụp tấm hình ta đang mặn, ta cô lại coi. Nghe Sủ Nhi nha. Rồi, tạo dáng đi. Dạ. Chút. Thả tim. Thả tim hả? Đây, ở đây. Không, cái này không phải trái tim, cái này trái nho rồi. Trái tim này nó bị méo méo sao? Đây. Trái tim này đẹp nè. Rồi, 1, 2, 3. Quá là cái gì vậy ta? Anh Sủ, anh không chụp đi, chỗ khác cho người ta chụp chứ. Thả tim. Tên. Đây, ly chè đậu đen ngon nhất Sài Đét. Ủa, anh đi chợ khi nào, sao không rủ em? Hồi nãy anh đi công chuyện đó, xong cái em xã anh ghé qua luôn, anh mua ly chè cho em. Cảm ơn nhé. Ngon lắm đó nha. Nước dừa thơm béo dữ lắm á. Hột đậu đen nó cũng mềm mềm nữa. Em ăn đi. Em thấy là trong xóm này cũng nhiều người thích anh. Sao anh không chịu ai hết vậy? Từ khi mà anh thấy mẹ anh khóc á, trong đầu anh suy nghĩ, người đàn ông mà chưa có lo được cho mình tốt thì làm sao mà lo được cho người phụ nữ của đời mình. Cũng đúng. Thôi, nhưng mà mẫu người đàn ông của em á là ai? Là đây nè. Ủa, Sử Nhi, Sử Nhi không cảm thấy là tôi và Phúc là một cặp trời sinh à? Đúng không? Sử Nhi, đọc nè. Thìn Phúc, trời ơi, nó dần dễ sợ luôn á. Ê, trời ơi, Phúc, đừng có ăn miếng chè. Dở lắm. Ê, cầm cầm giùm đi, Sử Nhi, cầm giùm. Đây, trà sữa đi. Trà sữa này nghe là ngon nhất ở xứ Sa Đéc này đó nghe. Nè. Em cảm ơn anh. Ê, khoan, ăn từ từ nha. Tôi chuẩn bị sạch chân châu á nha. Đừng có lo. Trông có vẻ ngon đấy. Ôi, ôi, chạy. Rồi. Thank you.
gì vậy? Bộ đó giờ chưa thấy gái đẹp hả? Trời ơi, không ra bà ăn gì mà tự tin dữ vậy? Chứ sao ra đứng ngắm tuần hồi? Tôi quét nhà thôi mà, có gì đâu lạ. Ừ, thì tôi đang suy nghĩ những cái chuyện kế hoạch của tôi mà. Suy nghĩ gì? Mày đặt lý do lý sự này kia. Nè nè nè, cái câu lý do lý sự là của tôi á nghe. Xin lỗi nha, ông có đăng ký bản quyền không? Trời. Rồi là cái câu đó là của ông. Chà, dạo này tiến bộ ha, đặt bản quyền đồ ha. Chứ sao? Vậy đi với tôi lên phòng khách. Chi vậy? Đứng trước bàn của quyền á, để chứ xin vậy? Ông bà cho tôi với bà đăng ký bản quyền với nhau. Xin lỗi, tôi đẹp chứ tôi đâu có dễ dãi. Mơ đi cưng, đâu ra vậy? Đăng ký bản quyền bằng thời của quyền có đâu. Bây giờ tôi là ai? Tôi không còn là bà Ba Thòn của ngày xưa nữa. Tôi là bà Ba Thòn, là bếp trưởng của khu du lịch sinh thái Vườn Ngọc Hoa. Hiểu chưa? Ghê hả? Ghê chứ sao không ghê. Ông thử nghĩ đi, cái hủ tiếu Sa Đéc của tôi, ông thấy gian danh không? Mỗi lần ai đi xuống đây là phải đến cái quán hủ tiếu của bà Ba ăn. Tao nói khách du lịch nó nùm nộp, nó kéo rần rần xếp hàng không kịp bán luôn. Ông thấy mà. Tôi thấy. Tôi thấy bà bán hủ tiếu thì có, chứ chui không có thấy bà bán bơm. Bán bơm là gì? Trời ơi, bán hủ tiếu vừa bán pháo luôn cái gì á, bà nổ tới sợ luôn. Nổ đâu nổ, không tin đi hỏi đi. Ai cũng biết mà. Thôi, biết rồi. Cho nên tôi để ý tôi biết. Cái gì? Không để ý tôi hả? Không. Đâu ra? No. Ai cho? Thôi. Quét xong xong nha. Rồi cái tôi mới pha bình trà sen trên nhà. Rồi cái vô trong đó uống trà với tôi nha. Xin lỗi. Trà sen rất là rẻ tiền. Với tôi chưa đủ già để tôi uống trà với ông. Ha. Vậy thôi, tôi uống trà, bà ăn hạt sen. Nha. Tôi vô trước nha. Ê khoan. Hả? Đi lên bàn thờ của quyền á. Đứng đó chờ tôi. Đứng. Chờ đi. Hồi tôi lên tôi đăng ký bản quyền với ông. Đi vô tôi chờ kìa. Chà đi biết. Mày đặt mắc cỡ. Già rồi. Làm như nít. Thì ba. Ủa? Ai mắc cỡ vậy thì ba? Có ai mắc cỡ đâu. Làm gì ra đây mà hớt hơ hớt hải. Làm gì ba hết hồn vậy con? Con sợ bất ngờ vậy thì con mới phát hiện được má dì ba ửng hồng. À, hồng đâu mà hồng, chắc là dì ba quét sân cho nên máu nó dồn lên mặt tao đỏ. Hồng gì nhỏ này, con thấy hết rồi, dì ba đừng có giấu con. Con thấy hết rồi hả? Vậy mày biết hết rồi hả? Con biết hết trơn rồi. Nhỏ này ghê quá. Nó nghe nè, con quét sân giùm dì ba nghe. Dì ba lên uống trà hột sen. Quét đi. Canh giùm cái coi. Xịt qua đây. Được chưa? Xoay lại tí. Được chưa? Rồi. Sao? Ơi. Đúng rồi đó chú. Con cảm ơn cô chú nha, dáng đẹp quá. Nhưng mà anh chủ, hình như em thấy thiếu cái gì ấy. Thì đủ rồi nè, một cái mâm ngũ quả là đủ rồi. À, thiếu nải chuối. Chắc là phải trứng chuối chứ. Sao thế? Nó là nhỏ thôi. Để mà lá to ha, ông ngoại nghe, ông ngoại anh phát cho một cái là chuối nhủi luôn á. Sao thế? Thì ở đây người ta quan niệm là Tết cúng chuối là không may mắn nè. Chẳng chứ. Thôi, được rồi. Mỗi nơi đều có một nét văn hóa đặc trưng riêng. Dạ. Nhưng mà nói tóm là họ cũng mong muốn có một ngày Tết con lành và hạnh phúc thôi. Dạ. Dạ đúng rồi. Đó hiểu chưa? Dạ. Năm nay Tết thật vui, cả đại gia đình, bạn bè cùng nhau họp mặt. Đủ cả ba miền luôn á. Dạ, trời ơi, năm nay là nhà ăn tất lớn luôn á. Bây giờ nghĩ lại á, thì em mới thấy hay đó. Hiếm có hội bạn thân nào chơi với nhau mà được như vậy. Cũng như là năm nay thì cả gia đình em vào đây, vào nhà Ngọc Hoa đón Tết. Dạ. Rồi sang năm, mọi người cùng nhau ra nhà em đón Tết. Rồi sang năm nữa thì tới nhà chú Trung. Ý, em thấy cái truyền thống này được à. Nè.
sang năm ăn Tết nhà tôi đi nha. Vui. Ủa, nhà gì ba cũng như gì sang nhà ăn Tết nhà tôi. Trời ơi, năm nào bà cũng qua đây ăn ké qua bên bển ai qua. Lỗi nha, lỗi nha, tôi qua đây ăn Tết á là vì con Ngọc Hoa với lại vì thằng Sủ chứ không phải vì ai kia đâu, đừng có mơ nghe. Thôi có mơ gặp nhau là vậy không á. Nó chơi đừng giận. Mọi người tạm giá nha. Một, hai, ba. Trời ơi, mấy cái con ngu này chịu khó thức đêm ghê. Mai ơi! Gì con? Dạ nếp nè, nếp nấu bánh đây. Đây cho ngoại, đây. Dạ đây, ngoại đi được không? Con ngoại còn khỏe lắm con. Biết làm không á? Làm cho cẩn thận nha, chùi không khéo nha, rách lá một cái là ăn đòn. Con trai gì đâu mà ăn hiếp con gái quá à. Ông dạ. Hay quá, cột giùm tôi nè. Dạ. Em biết rồi. Ủa? Lách rồi. Trời ơi, ăn hiếp cháu gái của ông ngoại hả bay? Con mới vừa nói làm rách liền luôn. Dạ, ngoại. Dạ, chào cả nhà. Dạ, vui quá. Ừ, anh Tám có gì cho con phụ với. Ừ, con dạ. Vô phụ với mọi người cho nó vui. Dạ, dạ. Nè, con quay đầu là bờ vậy là tốt rồi. Cố gắng phụ giúp với chú Trung nha. Chú Trung giao cái gì á, làm tốt công việc đó nghe chưa. Để có cuộc sống ổn định nghe con. Rồi, còn bây giờ nè, dạ. Giúp hạnh phúc gói bánh tét đi con. Dạ, con giúp hạnh phúc á. Cái này con giúp được mà. Giúp tôi gói cái này cái coi. Thấy em mới là hai đứa bay đụng tới là gây nhau không mà chỉ làm được cái gì. Không kêu mình tính ha. Không kêu đánh hộ em chặt ha. Nó giòn như cái gì. Trời ơi, bạn gái ông ngoại mà làm như là chị hai của ngoại vậy đó. Đưa đây. Anh, em nói thiệt luôn á, em không có biết gói cái này, bỏ tay rồi đó. Trời đất ơi, cái niên vậy hồ mà mơ máu em về quê á, má anh chỉ cho em. Má chỉ em à? Ừ. Dạ, con chào cả nhà. Ủa, con Tèo bay. Dạ, xin cả nhà đừng có bất ngờ. Ừ? Con thấy cả nhà vui vẻ quá, con ghé vào chung vui chứ con không có làm phiền làm ai đâu. Vui vẻ gì mà vui vẻ, nó đang vui vẻ mà vô cái hết vui vẻ luôn á. Dạ, thì mỗi năm những ngày gần Tết bác Tám luôn tổ chức gói bánh tét. Ừ. Út Tẻo con luôn luôn có mặt. Sao năm nay bác Tám vội hoàng má quên quá vậy? Nó có mặt nó kìa làm đau khổ luôn rồi. Thôi được rồi, nhớ những cái ngày truyền thống ghé nhà bác Tám gói bánh tét vậy á tốt nè. Bây á thì cũng cố gắng tu chí làm ăn đi nghe chưa. Dạ chắc con đi tu với bác Tám ơi. Mày tu chùa nào chứ? Dạ không phải, con tu chí bằng ăn tu tâm dưỡng tính á. Ừ được. Ừ thôi. Dạ. Suy nghĩ vậy tốt, ra ngoài kia nấu nồi bánh kìa. Chứ con không được chung vui đây hả? Không. Trời ơi. Nè, dập nhẹ nhẹ con sập nhà của ông Tám. Dạ, con chào cả nhà. Trời ơi. Sao anh em ru vậy? Nó đi tu rồi. Anh nổ lâu nào anh đi tu, anh định trở thành lan, anh bắt em phải làm đẹp hả? Sao giống bác Tám quá vậy? Anh tu đang phải là xuống tóc tu y y, mà tu tâm dưỡng tánh, tu chí làm anh. Cưới vợ lập gia đình. Cưới ai vậy? Dạ con xin chào cả nhà. Cứ mỗi độ xuân về con chăm chút dĩa mứt gừng cúng ông bà sau đó ăn luôn. Nhưng năm nay dĩa mứt gừng đã theo bình trà rồi. Và kể từ xuân nay đến mãi mãi sau này con chọn đời ăn bánh tét nhưng mà
Cuối cùng Hoàng đã có chủ. Rồi thôi hai đứa vô đây phụ gói bánh tét nè. Cả nhà mình ơi, chúc mừng này. Cuối cùng Hoàng đã có chủ. Mãi mãi.